Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay á, thì mình chia sẻ cái món bánh từ bột mì rất là ngon luôn mà mình thấy á, ai cũng rất là mê ha. Làm bánh này không có khó, một món bánh bao chiên đơn giản chỉ với một loại bột mì. Bên ngoài á, thì giòn, bên trong á, thì xốp mềm, kết hợp với nhân thịt đậm đà nè, ăn lại không có bị ngán nữa. Bây giờ á, thì mình mời các bạn xem video nha. Đầu tiên á, thì mình dùng ở đây á, là 300 g bột mì nha, hay là bột mì đa dụng đều được. Bên đây á, là một muỗng cà phê men khô, một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Lượng nước mình dùng là 150 ml. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho muỗng cà phê men khô vô nè, muỗng canh đường cùng với một chút muối. Cái men á, là mình dùng men ngọt ha, loại men làm bánh mì. Và phần nước không có cần nấu ấm gì hết, nước bình thường thôi. Trộn sơ cái, nếu mà các bạn để cái phần men á nó bị cũ quá thì mình đậy lại 5 phút nha. Sau đó hãy cho bột vô. Còn ở đây á, thì mình trộn xong mình cho vô luôn vì men của mình là men mới. Trộn cho nó đều lên. Tỷ lệ mình dùng á là 2 bột và 1 nước. Nếu như bột có hơi cũ á, thì các bạn tăng lên chút xíu nước nữa cũng được. Rồi mình cho muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ nhồi đều lên nha. Bánh bao á, thì không có cần nhồi nhiều, các bạn chỉ cần nhồi sơ qua cho cái phần bột của mình nó mịn. Thì một chút nữa mình ủ á, rồi mình hãy nhồi tiếp. Bây giờ nó sẽ quyện thành khói, khói bột nó sẽ dẻo và nó mịn như nè. Các bạn sẽ đậy kín nha, mình ủ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ tùy theo trời mát hay là trời nóng á. Phần nhân ở đây á, thì mình có nửa cái củ sắn hay là củ đậu á. Bên đây á, là nấm mèo đen, mình ngâm nước cho nở mềm. Hành tím và tỏi, một ít hành lá cũng như là ngò rí nha, để phần nhân nó thơm hơn. 200 g thịt nạc, mình dùng nạc vai xay ra. Bún tàu thì mình dùng gói 50 g khô á, rồi cái mình ngâm cho nó nở mềm, tiện gói nhỏ nhỏ vậy nè. Các bạn sẽ xắt cái phần củ sắn ha, mình xắt lát ra cho nó mỏng mỏng. Xắt càng mỏng càng ngon. Sau đó thì mình sẽ xắt sợi lại, hoặc là các bạn cho vào cối mình xay cũng được. Xắt hạt lựu cho nó đều. Nấm mèo thì ngâm nước trước nha, mình xắt ra cho nó dễ. Các bạn cũng băm sơ sơ lại ha, cho nó nhỏ nhỏ một chút. Băm hành tím và tỏi luôn. Hành lá và ngò rí mình cũng xắt nhỏ cho nó đều ra, một chút nữa mình cho vào nhân. Bún tàu thì các bạn vớt lên cho nó ráo nước, sau đó thì mình xắt nhỏ nhỏ lại. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu, phi thơm hành tím và tỏi ha. Mình xào cho nó vàng thơm lên á, rồi cái hả lấy thịt cho vô. Bước này giúp cho nhân của mình nó thơm ngon và cái phần thịt nó cũng tơi rời hơn á. Sau đó các bạn cho nấm vô. Cũng đảo sơ qua một cái ha. Rồi hả lấy cái phần củ sắn cho vô sau. Nếu mà thích củ sắn của mình nó chín nhiều á, thì các bạn xào lửa nhỏ. Còn thích nó giòn giòn á, thì xào lửa lớn. Mình sẽ nêm muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng canh dầu hào. Rồi trộn đều lên nha. Gia vị mình nêm nó sẽ có cái vị mặn mặn ngọt ngọt vừa thôi. Cuối cùng mới là cho hành ngò, xóc đều lên nữa là được rồi. Mình nhắc xuống thì sau đó hãy cho bún tàu vào. Chứ đừng có cho lúc mà nó còn ở trên lửa thì bún tàu của mình nó bị mềm á, không ngon. Phần bột này là mình ủ 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Bây giờ bột nó nở gấp đôi rồi. Các bạn sẽ lấy khối bột ra, mình sẽ nhồi sơn cái cho nó mịn. Sau đó thì mình hãy chia ra ha. Cho cái phần da nó hơi láng láng một chút được rồi, không có cần phải nhồi nhiều quá. Tùy theo mình thích cái bánh lớn hay nhỏ mà mình chia. Sau đó thì lợn từ bên ngoài vào trong, để cho cái phần da bên ngoài nó láng hơn. Mình vo tròn lại làm lần lượt cho đến hết phần bột. Làm xong rồi á, cái viên bột đầu tiên á, thì mình sẽ lấy ra để mình gói nhân nha. Đây là cái cách làm đơn giản nhất nè. Chỉ cần á, đè cho nó dẹp xuống, sau đó mình cho nhân vào là được rồi. Nhớ phủ một chút xíu bột áo nha, cho nó đừng có bị dính á. Các bạn làm nếu mà mình làm không có khéo á, thì mình cán ra cho nó mỏng một chút để dễ gói nhân á. Cái bánh bao chiên thì đơn giản, mình chỉ cần túm các cái mép bột cho nó đừng có bị lú cái phần nhân ra ngoài là được rồi.
Cuối cùng á, thì mình bóp cái mối này cho nó chặt. Vậy là xong một cái bánh. Mình cũng làm giống vậy đó. Làm vậy thì nó nhanh nè, khỏi cái cán bột. Gói lại cái mình túm cho nó sát cái mép là được rồi. Bột của mình làm nó cũng hơi ẩm mềm, cho nên nó là mình gói nó cũng dễ lắm. Nhớ là cái mối cuối cùng á, mình bóp cho nó chặt lại ha, để khi chiên nó không có bị bung ra. Đây mình làm xong hết rồi nè. Những cái bánh bao nhỏ gọn, mình không có làm lớn quá đâu. Rồi bây giờ sẽ đem bánh đi chiên nha. Chiên á, thì dầu nóng sôi, các bạn hãy thả bánh vô. Mình để ở mức lửa trung bình thôi, đừng có lửa lớn quá. Nếu mà dầu nó ngập á, thì các bạn nhớ đè cái bánh xuống. Còn mình để dầu vừa vừa như vậy á, thì mình trở bánh cho nó đều là được rồi. Phần nhân nó đã chín sẵn, mình chỉ cần chiên cho cái vỏ bột nó vàng giòn là được. Lúc này á, nó nở phình lên nè. Các bạn trở qua trở lại một chút nha, cho cái bánh của mình nó chín đều, vàng và giòn thơm này. Chiên càng vàng á, thì cái vỏ bên ngoài nó giòn, còn các bạn thích chứ. Còn các bạn thích mà nó xốp xốp mềm mềm á, thì mình chiên cho nó trắng trắng vừa vừa thôi. Vớt lên rồi để cho nó ráo dầu nha. Bánh mình chiên xong á, thì mình để qua một bên. Những cái bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh nè, chiên lên nó còn nở hơn nữa, nên là nhìn thấy nó cũng vừa mắt. Các bạn đừng có làm lớn quá, khi mà chiên nó nở nhiều quá nó sẽ ra giống như là cái bánh hấp vậy á. Bánh bao chiên á, thì đặc biệt nó sẽ nhỏ gọn, lớp bột nó cũng mỏng, không có quá dày, bánh vẫn còn nóng mà rất là giòn. Ở bên ngoài á, nó vàng, cái cạnh á, nó giòn lắm các bạn. Bên trong á, thì bột xốp xốp mềm mềm nè, kết hợp với nhân thịt và bún tàu vừa ngon mà vừa đậm đà nữa. Mình thấy á, nhân mặn là không có bị ngán nè. Bánh bao chiên làm không có khó, chủ yếu á, là mình ủ bột cho tới, sau đó là mình chỉ cần gói thôi à. Gói xong là chiên luôn, không có cần phải ủ thêm. Bánh bao chiên một món bánh đơn giản từ bột mì kết hợp với nhân thịt mà mình thấy á, ai ai á, cũng rất là mê, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ luôn. Nhân rất là đậm đà, bột á, thì giòn thơm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể cho thêm trứng cút vào trong ha, hoặc là thêm lạp xưởng cũng ngon nữa đó. Bây giờ thì mình chúc các bạn ai ai á, cũng thực hiện thành công cái món bánh bao chiên này nha. Nếu như có góp ý hay là yêu cầu thêm món gì thì để phần bình luận bên dưới. Nếu như chưa đăng ký kênh á, thì bấm đăng ký ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.